Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự sáng thứ ba ngày 20 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. 16 chung cư cũ ở quận Ngô Quyền sẽ được đập bỏ để tạo quỹ đất rộng khoảng 10 ha phục vụ tái định cư, đấu giá và quỹ đất dự phòng. Thành phố Hải Phòng chủ động xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở, góp phần đưa dân chủ thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng tăng cường chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình kinh doanh, tạo không gian số để tương tác với khách hàng một cách hiệu quả nhất. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, 16 chung cư cũ ở quận Ngô Quyền sẽ được đập bỏ để tạo quỹ đất rộng khoảng 10 ha phục vụ tái định cư, đấu giá và quỹ đất dự phòng. Chủ trương này được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua với tổng mức đầu tư là hơn 580 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến 2027. Trong 10 ha đất, thành phố sẽ xây dựng khu tái định cư rộng 4,5 ha với 267 lô đất có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, 1,2 ha làm vườn hoa, cây xanh. Diện tích còn lại dành đấu giá, tạo ngân sách và một phần làm đất dự phòng. Để triển khai dự án, thành phố sẽ giải phóng mặt bằng, phá dỡ 5 tòa chung cư cũ khu vực 311 Đà Nẵng và 11 tòa chung cư cũ khu vực Vạn Mỹ. Các tòa nhà này là nơi sinh sống của hơn 2.000 hộ dân, được xây dựng cách đây 50 năm, bị xếp hạng nguy hiểm, cần di chuyển cư dân. Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Hải Phòng theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông dao động từ 17 đến 33,5 điểm, trong đó 4 ngành là sư phạm tiếng Anh, giáo dục thể chất, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc tính điểm theo thang 40 điểm. Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm, bao gồm công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kiến trúc, công tác xã hội, Việt Nam học. Đối với phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông, điểm chuẩn dao động từ 21 đến 30 điểm. Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Hải Phòng năm 2024 như sau. Năm 2024, Trường Đại học Hải Phòng tuyển 3.336 chỉ tiêu, xét kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông, sử dụng kết quả chứng chỉ quốc tế. Chào mừng Kết mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các địa phương đơn vị của quận Hồng Bàng đều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu với các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thành phố Cảng Chung dũng quyết thắng và truyền thống xây dựng và phát triển của quận Hồng Bàng. Vừa qua, phường Sở Dầu còn phối hợp với các nghệ sĩ đoàn chèo Hải Phòng mang nghệ thuật chèo đến gần hơn với nhân dân thông qua các chương trình văn hóa thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Sau khi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua, thành phố Hải Phòng đã chủ động xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở, góp phần đưa dân chủ thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố, tạo sự đồng thuận và huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển. Việc xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ bảo đảm đúng quy định và phù hợp với đặc thù thực tế tại đơn vị, trước mắt tập trung vận dụng, triển khai xây dựng và ban hành đồng bộ các mẫu quy chế dân chủ sau khi Ban chỉ đạo thành phố hướng dẫn thực hiện, góp phần phát huy dân chủ trong đời sống xã hội với phương châm xuyên suốt của Đảng bộ thành phố là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thành phố chúng ta là một trong những địa phương mà đi đầu và cũng là tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ là ban hành được cái quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Về sau thì có thêm cái là dân thụ hưởng, cũng là do Hải Phòng đề xuất để đưa vào cái nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng. Những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các cấp dân vận từ thành phố tới cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị thành phố cũng được chú trọng. Qua đó giải quyết những kiến nghị của người dân kịp thời, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, từng bước cụ thể hóa mục tiêu dân thụ hưởng trong ban hành cơ chế, chính sách.
Để nâng cao chất lượng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng luôn xác định công tác chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là nhân tố góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình kinh doanh, tạo không gian số để tương tác với khách hàng một cách hiệu quả nhất. Đơn vị cũng tạo thuận lợi cho khách hàng khi 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt đã được thực hiện số hóa theo phương thức điện tử. Đến nay, 100% dịch vụ điện được thực hiện trực tuyến qua tổng đài và website chăm sóc khách hàng của tổng công ty hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia, qua website của công ty. Cung cấp 100% dịch vụ điện cấp độ 4 cùng tất cả các dịch vụ điện trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia cũng như thành phố Hải Phòng. Cái app này thì nó thứ nhất là các doanh nghiệp cảm thấy rằng là các cái thông tin nó được minh bạch, bởi vì là thứ nhất là giảm tải được cái giấy tờ, cái thứ hai là cái thao tác này rất nhanh gọn và nó công khai, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà 4.0 thì đây nó là một cái chương trình mà rất đáng để các doanh nghiệp quan tâm. Để giúp các hộ dân tính toán quản lý lượng điện năng tiêu thụ của mình một cách hợp lý, tiết kiệm nhất, thời gian qua, Điện lực Hải Phòng tăng cường hướng dẫn khách hàng chủ động tra cứu, sử dụng công cụ ước tính điện năng và công cụ tính toán tiền điện qua website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, đồng thời tra cứu các dịch vụ liên quan đến điện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-6769 và các phần mềm ứng dụng. Chương trình chuyển đổi số thì nó đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn về kể cả về tài chính lẫn con người. Công ty thì cũng đã có cái phân kỳ để đầu tư từng bước nâng cấp cái lưới điện của thành phố Hải Phòng, tiến lên là vận hành ở chế độ là tự động hóa và hiện đại hóa. Cũng đang phấn đấu đến năm 2025 thì cơ bản là lưới điện sẽ được vận hành ở chế độ tự động. Với con người thì công ty cũng đã có những cái chương trình đào tạo để đáp ứng được các cái yêu cầu về công nghệ cao. Thời gian tới, Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng về số hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, tương tác trên không gian số, áp dụng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ đó từng bước hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp số thông minh, tiên phong, mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất để nâng cao sự hài lòng cho khách hàng. Với chủ trương đa dạng hóa các biện pháp điều trị nghiện ma túy nhằm tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ thích hợp tại cộng đồng, Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân thời gian qua đã làm tốt chức năng nhiệm vụ hỗ trợ quản lý, chăm sóc người điều trị cai nghiện tự nguyện. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân hiện đang quản lý, chăm sóc 85 đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của thành phố, trường đã được đầu tư thích đáng bằng việc nâng cấp các phòng làm việc, khu nhà ở, khu nhà phục vụ bệnh nhân và mua sắm thêm trang thiết bị dụng cụ y tế. Sự đồng bộ về cơ sở vật chất đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả tiếp nhận và điều trị cai nghiện cho bệnh nhân. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ của trung tâm giàu kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình trong việc tư vấn, giúp đỡ đã tạo cho người nghiện yên tâm, không có cảm giác bị kỳ thị, cách ly với xã hội bên ngoài, tăng thêm quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Đối tượng làm tự nguyện thì khi mà tiếp nhận là sẽ họ phải có đơn tự nguyện vào đây thì chúng tôi cũng khám sàng lọc như những bệnh nhân khác, và khi mà có kết quả sức khỏe tốt thì chúng tôi tiếp nhận và điều trị, cũng hàng ngày chúng tôi cũng theo dõi điều trị những triệu chứng, nếu mà có những cái biểu hiện nó nặng thì cũng duyên ruột thừa, đau đầu mà não mừng não, mình chúng tôi cũng xin ý kiến lãnh đạo chuyển lên tuyến trên để điều trị tiếp. Bên cạnh đó, với các chính sách hỗ trợ của thành phố về điện, nước, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành nguồn động viên, khích lệ các đối tượng này trong thời gian cai nghiện tự nguyện tại trung tâm. Phần cuối bản tin thời sự sáng nay là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.